Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Như quý vị đã biết, xem tử vi năm 2023 của tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 sẽ giúp bạn biết được chi tiết về vận mệnh của mình trong năm 2023 diễn ra như thế nào và vận mệnh của mình ra làm sao. Trong phần luận giải về tử vi năm 2023 của những người tuổi Giáp Ngọ sẽ chỉ ra rõ vận trình của quý vị trên 4 phương diện: tổng quan vận hạn, công danh sự nghiệp, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của người tuổi Giáp Ngọ. Cùng với đó, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp quý bạn hóa giải về vận hạn trong tử vi của những người tuổi Giáp Ngọ trong năm 2023. Từ đó sẽ giúp bạn hóa giải được những tai ương cho mình trong năm 2023 Quý Mão. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Giáp Ngọ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên, gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 nữ mạng trong năm 2023. Chịu ảnh hưởng của cục diện và thái tuế, vận trình trong năm nhiều biến động, muốn an ổn cũng khó. Mối quan hệ như anh em, họ hàng, bạn bè, vợ chồng, cha mẹ, con cái không được như ý, dễ dẫn đến xung đột, tranh cãi. Thậm chí có khi còn phải tốn tiền hao của để giải quyết, khiến tài chính hao hụt, thất thoát. Trong năm, gia chủ cũng rất dễ phạm tiểu nhân, họa thị phi, nghiêm trọng còn có thể dính líu tới pháp luật và kiện tụng. Vấn đề sức khỏe cũng có dấu hiệu sụt giảm, cần chú ý chăm sóc cơ thể. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Giáp Ngọ sinh năm 1954 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thái Dương, vận hạn là địa võng, hạn tam tai, năm 2023 gia chủ không phạm tam tai. Hạn hoàng ốc, không phạm hoàng ốc, kim lâu không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Giáp Ngọ gặp năm Quý Mão bị tác động mạnh bởi cục diện phá thái tuế, báo hiệu một năm nhiều biến động, thăng trầm vất vả ngược xuôi. Xét về mối quan hệ thiên can Giáp Dương Mộc gặp quý âm thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ Giáp Ngọ trong năm nay, cần cẩn trọng hết sức mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 cần chú ý tháng Giáp Tý, tháng 11 âm lịch, từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Giáp Ngọ. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đậu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Giáp Ngọ sinh năm 1954 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Giáp Ngọ gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một các tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương là đệ nhất các tinh trong hệ thống kiểu diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhiều vượng khí cắt lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Khi sao Thái Dương chiếu đến sẽ có những tác động đến mệnh chủ như làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, thường có cơ hội thăng quan, tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách, lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là 2 tháng đại cát. Hóa giải: làm lễ cúng sao giải hạn vào 11 đến 13 giờ ngày 27 âm lịch hàng tháng, vì thời điểm này là khoảnh khắc sao Thái Dương đang viên chiếu sáng nhất. Chính lúc này sẽ có Đức Nhật cung Thái Dương thiên tử tinh quân sáng trần, chuẩn bị đồ cúng bao gồm hương hoa, trà quả, nước, trầu cau, 12 ngọn nến, đinh tiền vàng, mũ vàng và muối gạo. Lưu ý đồ lễ tất cả phải là màu vàng, trường hợp có màu khác thì phải dùng giấy có màu vàng bọc vào. Chuẩn bị bài vị có màu vàng ghi chữ Đức Nhật cung Thái Dương thiên tử tinh quân, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời, chủ về nhiều điều tốt đẹp, nhưng có điều sao này có phần kỵ và mang tai ách đến với nữ giới. Mặc dù không quá nặng, nhưng nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao Thái Dương. Nhằm mục đích hóa giải tai ách,
Cụ thể nên đeo những trang sức hay đá quý có màu vàng hoặc màu nâu như đá thạch anh tóc nâu, thạch anh tóc vàng. Trường hợp gia chủ là nam giới được sao Thái Dương chiếu mệnh để tăng gấp đôi, gấp ba hay gấp nhiều lần sự may mắn thì gia chủ nên sử dụng những đá quý, trang sức thuộc hành hỏa, hành mộc, ví dụ như đá thạch anh tím, thạch anh đỏ, vòng tay ngọc miên ma. Gia chủ Giáp Ngọ sinh năm 1954, nữ mạng năm nay gặp hạn địa võng. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Có nghĩa là người nào gặp phải hạn này, gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, gặp nhiều rắc rối thị phi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, muôn đời mang tiếng xấu. Điều này khiến tâm trạng người gặp hạn trở nên đau buồn, phiền lòng. Khi gặp phải hạn này, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm trong gia đình, lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng, mệt mỏi. Không nên quá tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tốn tiền của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Hóa giải. Để giảm bớt ảnh hưởng của hạn địa võng, gia chủ chú ý không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng và cái chết. Sau đó, gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp kẻ xấu, nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quan trọng hơn, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Luận tử vi Giáp Ngọ sinh năm 1954, nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm cùng gia đình, gia chủ tuổi Giáp Ngọ chú ý khi di chuyển ra ngoài. Tháng 2, công việc của con cái trong tháng này không thuận lợi. Tháng 3, tình cảm của các thành viên trong gia đình không được tốt. Tháng 4, công việc làm ăn của người trong nhà không được tốt, sức khỏe của gia chủ kém. Tháng 5, cẩn trọng lời ăn tiếng nói kẻo rước họa vào thân. Tháng 6, gia chủ cần đặc biệt chú ý cẩn thận, bệnh tật ốm đau lâu ngày khó khỏi trong tháng này. Tháng 7, cần cẩn thận gặp tai nạn bất ngờ, rất nặng. Tháng 8, đây là tháng gia chủ có chuyện buồn đưa tới trong gia đạo, có người già ốm đau, khó qua khỏi. Tháng 9, tháng này gia chủ sinh năm Giáp Ngọ có tin vui từ gia đạo. Tháng 10, không được tốt, tình cảm gia đạo thiếu hòa khí, có mâu thuẫn, xung đột. Tháng 11, hòa khí trong gia đạo của gia chủ tháng 11 cũng không tốt, bên cạnh đó cần cẩn thận mất của cải. Tháng 12, trong tháng cuối năm Quý Mão, gia chủ hao tán về tiền bạc, cùng với đó đường ăn uống cần chú ý. Tổng kết tử vi tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, tử vi năm 2023 Quý Mão của tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Năm nay, người tuổi Giáp Ngọ có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các năm trước. Tuy nhiên, người tuổi Giáp Ngọ đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe của bạn quan trọng hơn tất thảy. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bạn, giúp bạn nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân, song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý bạn. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của bạn rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, bạn nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Về tài chính, theo tử vi năm Quý Mão 2023, tài chính tiền bạc của gia chủ chưa có nhiều cải thiện. Kế hoạch đầu tư, mở rộng làm ăn hay tăng các kênh buôn bán không quá lý tưởng, nhưng bù lại sẽ thu được nhiều kinh nghiệm để làm bước đà cho sau này. Tiền bạc chưa thực sự dư giả nên bạn cũng phải chú ý cân đối chi tiêu, quán xuyến tài chính cho cả gia đình sao cho phù hợp, không nên quá mức căn ke nhưng cũng không nên quá hoang phí. Về sức khỏe, sức khỏe người tuổi Giáp Ngọ trong năm 2023 không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Giáp Ngọ có phần không được tốt như năm trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đánh rằng ở tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Gia chủ nếu có thời gian thì nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm, gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy.
Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù lỗi có thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Giáp Ngọ, sinh năm 1954 nữ mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải tử vi của chúng tôi, quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.